Gì đấy? Ai rồi rồi. Cứ bắn bình thường mà không gì đâu. Chế độ này có cả kiếm nữa, có hero luôn nhỉ. Trước em chơi bên Trung Quốc là có cả hình con cương thi cơ. À, cương thi là bọn nó mua. À phải không nhỉ? Sau kìa. Hình như là cái bản update này nó fix lại cái chém ảo ấy, có nghĩa là mình cứ chỉnh đúng là mình chém nó đúng rồi, nó không chém ảo như ngày trước nữa. Cho người ta xem tóc của em luôn, toàn thấy tóc thôi. Ôi bạn. Giang với Mai lên TV nhá. Đã vớ vai vớ vẩn lại lên trang chủ tập kích ấy. Ơi. Cái này mình càng bắn được nhiều mạng là đầu mình to à. Đây càng chết, dễ chết. Ơi. Cái này không ấn được nút bắn luôn này. Nó lạ tay. Đầu nó to mà. Bắn này. Ơi, mắc rồi. Máu trâu giờ bắn nãy giờ không chết được. Như mỗi lần ớt chết nào nhỉ? Định nói nhiều quên mất rồi. Ô, thế đâu là mình à? Nắp ở đây. Không hồi sinh được nữa à? Hình như là cái giai đoạn hero này mình mà chết là mình không hồi sinh được. Thua rồi, ai thua rồi.